Hôm nay mình chia sẻ đến quý vị và các bạn cái cách bắn silicon vừa thẳng mà vừa đẹp. Thấy có rất là nhiều anh em chia sẻ rồi, những cái video anh em bắn silicon rất là nghệ thuật, rất là hay luôn. Nhưng mà quý vị làm chưa được đúng không? Bởi vì anh em quên chia sẻ một điều nhỏ nhất mà quý vị làm theo cách đó làm chưa được. Thì hôm nay sau khi xem video này, quý vị sẽ làm được y như mình, bắn đẹp hơn như mình luôn. Bảo đảm luôn, sau khi xem video này quý vị sẽ bắn một đường thẳng mà silicon mà thẳng dắt như mình luôn, nếu không được dám cao đâu luôn. Và những cái đường mà bắn cạnh như vậy cực kỳ đẹp. Ở cái video này thì mình chia sẻ đến những anh em và các bạn chưa biết, còn những anh em rành nghề thì vô coi cho vui ha. Cây súng silicon này mình mua là cũng xịn sò đó, bởi vì sao mình xài rất là nhiều, còn nếu quý vị xài ít thì quý vị ra mua một cái cây dẫm dỏm thôi rồi xài một lần dục cũng được ha. Ở đây là cái trục đẩy của súng silicon nè, và ở đây là cái cò bóp ra silicon nè. Quan trọng nhất là cái chốt di chuyển thanh đẩy này nè, cũng là cái khóa luôn nha. Khi mà chúng ta muốn kéo cái thanh đẩy này lên mà chúng ta không có bóp cái chốt này thì chúng ta không bao giờ kéo lên được đó. Bây giờ chúng ta muốn kéo lên thì chúng ta phải bóp chốt này, không có kéo lên. Còn đẩy xuống thì khỏi nha. Mà bởi vì cái chốt này sau khi mà di chuyển thanh đẩy xong nó sẽ khóa lại ha. Và sau khi xài xong thì chúng ta bóp phá để đựng xì silicon nữa, hoặc là chúng ta bóp để kéo lấy silicon ra, hoặc là lắp silicon vào ha. Silicon sau khi mua về thì chúng ta phải cắt cái đầu này ra nè, thì chúng ta sử dụng nha. Cái người bán người ta có để đưa cho mình cái vòi như thế này. Cái vòi này cũng rất là quan trọng nha, nếu không có vòi này chúng ta thao tác cũng cực kỳ khó trong lúc bắn silicon. Bây giờ thì mình sẽ lắp cái chai silicon vô cái súng silicon này, cái chốt này, và ta kéo hết này lên luôn ha. Đây, để cái chai silicon vô trong nè. Tọt vô, đẩy cái thanh đẩy xuống hết luôn. Silicon này mình bỏ lâu quá nó bị hư cái đầu thì mình có thể sử dụng mình thay cái đầu mới. Còn nếu mà chúng ta bắn chút xíu thì nó chưa khô thì chúng ta có thể là chúng ta bắn tiếp được. Bây giờ mình sẽ bóp cho silicon nó chảy ra như thế này. Nếu mà chúng ta mà muốn ngưng, chúng ta không muốn bóp nào mà không muốn nó chảy ra nữa thì chúng ta bóp cái khóa này. Đó, bóp cái khóa này thì nó hết độ nén á, nó không còn chảy ra nữa. Ở đây nó không còn xì nữa ha. Còn silicon thì chúng ta chuẩn bị một cái khăn như thế này để chúng ta lau những cái silicon thừa, chứ không thì để nó tèm hèm chút nó dơ dữ lắm ha. Đó, bây giờ mình sẽ thực hiện mình bắn vô cái cạnh này cho quý vị xem cái cách bắn như thế nào và mình nó dễ. Kiểm tra cái vòi này nè, cái vòi này chúng ta cắt có đạt chưa. Thì bắn silicon đó thì quan trọng là cái cắt cái vòi quý vị ha. Có người thì ta cắt xong ta còn đốt cái vòi bẹp này nữa, lý do chúng mình sẽ giải thích. Cái vòi này thường thì mình cắt xéo góc 45 độ nha. Mà cắt đoạn nào mới quan trọng, đoạn này hay đoạn này hay đoạn này? Tại sao cắt đoạn nào mới quan trọng? Thì chúng ta coi á, chúng ta xem cạnh chúng ta bắn á là cái đường keo nó nhỏ hay lớn, thì lúc đó chúng ta quyết định là chúng ta cắt cái vòi nó bự hay nhỏ. Bây giờ mình cắt sơ thôi. Nó cắt xéo như thế. Cắt xéo như thế này. Thì ở cái góc này á, mình đưa vô đây mình thấy rất là nhỏ, cái đường keo này rất là nhỏ nè. Đó. Thì tiếp theo á, thì chúng ta có thể cắt lớn hơn xíu nữa. Đây. Lớn hơn xíu nữa ha. Đây. Nó ôm được keo thế này. Cái chỗ này rất là quan trọng luôn nha. Các bạn mà bắn được hay không là ở chỗ này nè. Người ta chia sẻ rất là nhiều clip mà người ta chưa chỉ cho các bạn cách này nha. Bây giờ mình sẽ thay cái vòi này luôn. Giờ các bạn bắn cái độ đứng như vậy hay là nằm như vậy, quý vị để ý nè, cái mặt này nó quan trọng nè. Đó, thì ở đây mình cắt cái miệng vòi này nó khoảng 45 độ. Thì bây giờ mình mượn hai cái cạnh của miệng vòi này nè, mình làm một cái đường ray để mình bắn, để nó không bị rung ha. Thì bây giờ mình cái độ xéo này mình úp thẳng vô trong cái cạnh này nè. Cái độ nó khoảng 45 độ so với cái đường bắn của mình đó ha. Một, có thể là mình tăng lên nữa, mình đứng lên nữa thì nó sẽ ít keo lại. Còn nếu mà nằm xuống nữa thì nó sẽ hở keo này nhiều nè, nó sẽ keo rất là nhiều nha. Và cái mặt trên này nè, nó làm cho bóng keo, có nghĩa là bắn ra nó sẽ đè keo bóng ở đây nè. Đó, thì mình làm cho nó đủ khoảng 45 độ thôi. Mình nhờ cái cạnh trên, cạnh dưới để mình làm điểm tì mình kéo nè. Và mình để một góc độ nhất định nha, mình đừng thay đổi góc độ, mình kéo hoài luôn thì cái đường keo này sẽ rất đẹp ha. Ha. Đây. Đó, mình sẽ thực hiện cho quý vị xem thử nè. Cái đầu này không cắt ra để nguyên luôn nè. Bây giờ mình bắn thử nè. Đó. Mình bắn thử nè. Ha. Đây nè. Đó. Có vậy không nè, đây bắn vô đây luôn nè. Đó, không điểm tì, mình không điểm tì chỗ nào anh bắn này nè. Thấy gớm không? Mình sẽ tháo cái đầu keo này ra, mình sẽ gắn cái đầu keo mới của mình vô nè, sẽ bắn cái điểm tì nè, cái tay này tì đây luôn nè, rồi cái cạnh này cũng vòi nè, tì xuống đây nè nha. Nó cạnh bây giờ mình bắn chỗ gì xem nè. Không đó, không có gì, thấy đẹp tuyệt vời không? Đó, chỉ cần cái cạnh này nó tì xuống đây mình kéo cho đều tay một cái thôi. Bắn một cái đường đây ở đây thẳng nè thì làm sao cái đường thẳng này nó không có cạnh, không có tì thì làm sao ha. Mình sẽ bắn cho quý vị xem luôn. Nếu như quý vị bắn nè, cũng vậy luôn, bắn ở đây nè, đó, không có anh tì, tì luôn nè. Không, đó, cũng đâu có thẳng được. Không, sao làm sao thẳng được. Bây giờ quý vị vuốt luôn nè, đó, thấy gớm luôn nè, thấy không. Đó, quý vị thấy về được không? Không, không được, no ha. Rồi, bây giờ mình sẽ thực hiện cho quý vị xem nè. Mình có một cái cây ba giấy nha, đây, mình sẽ dán vô. Tùy thôi, ví dụ như mà muốn quý vị muốn cái đường keo lớn thì mình làm đường keo lớn, thì mình dán cái đường này lớn ha, đường keo nhỏ thì mình dán đường keo nhỏ.
Cái cách này thì bảo đảm ai cũng làm được hết á. Rồi bây giờ mình sẽ vuốt hai cái cạnh này nè cho nó đè sát xuống. Ở sau đó thì mình sẽ dùng cái thẻ nào bỏ nha, cái thẻ nào mềm mềm mấy miếng nhựa mềm mềm bỏ chúng ta vuốt vậy nha, chuẩn bị trước ha. Rồi okay. Mình cứ bắn keo thoải mái, bắn ria cũng được, bắn hỏng thẳng cũng được, bắn sao cũng được. Đây mình bắn vô gì xem ha, đây cứ bắn như vậy cũng được, không quan trọng là thẳng thớm gì đó. Đây bắn cảm thấy nó vừa đủ là được rồi ha. Sau khi đó chúng ta dùng một cái miếng nhựa đó, chúng ta vuốt từ đây nè đó. Đây vuốt từ đây nè, ok. Sau khi mà chúng ta vuốt cái cho nó phẳng xong rồi đó, chúng ta gỡ hai miếng keo này liền nha, gỡ liền nha, chứ mà đợi một chút xíu đó, nó khô là không gỡ được đâu. Đây đó, bây giờ thấy ha, đây ok. Ok, quý vị thấy không? Đó, thẳng tắp luôn. Tiếp theo á, mình sẽ bắn một đường keo này cho quý vị xem luôn nè. Đó. Đó, quý vị thấy không? Nó thẳng rang luôn, đây. Nó rất là đẹp luôn. Đây là một cái cách mà mình tì cái cạnh này nè, cái cạnh xéo này ở xuống cái cạnh này, dưới cạnh này ha. Còn nếu như mà các bạn mà không tự tin nữa thì các bạn có thể dùng một băng keo giấy như thế này để các bạn dán một cái đường mà bắn cái đường thẳng như thế này ha. Đó thì mình vừa làm xong, quý vị thấy cũng rất là dễ dàng đúng không? Ở thì mình bảo đảm rằng quý vị làm y như mình thì sẽ được như mình thôi, mà có thể đẹp hơn mình luôn đúng không quý vị? Ở thì cái này thì mình dán keo, còn cái này thì mình dùng cái điểm tì của hai cái cạnh này thì nó quá dễ dàng rồi. Mà thật ra mình thấy rất là nhiều video chia sẻ nhưng mà quên nói dẫn cái vấn đề mà điểm tì của cái cạnh này đó, cho nên là có những anh em chưa biết bắn thì bắn nó rung rung ngoài nó, ủa sao thấy mấy ông thợ bắn hay quá mà sao tôi bắn không được. Cái đó là cái vấn đề như vậy, là người ta dùng cái điểm tì ở dưới mà cái vòi này nè, nó người ta bắn ta tì vô cái cạnh ta bắn một cái đường phải rất là thẳng, mà ta bắn cái tay ta bóp á, cái keo nó ra đều luôn quý vị nha. Nhớ cái tay phải keo ra đều nữa nha, chứ không phải ngắn bấm mà chút bấm chút không thì nó ra không đều nữa. Lúc đó mình đổi thừa tại sao nữa. Thì nếu như quý vị nào mà không tì được cái cạnh này hay là bóp keo không đều quá thì làm theo cách này, dán ở trên đường keo giấy, dưới đường keo giấy, rồi cứ bắn vô mà lục cục ròn hòn cũng được, gạt ra cái là đẹp như mơ luôn. Rồi xong rồi có thể dùng cái tay nha, vuốt cái cạnh cái, rồi sau khi đó chúng ta dở giấy, mà nhớ dở liền nha, mà dở chậm nó cũng không được luôn nữa. Thì vừa rồi mình cũng chia sẻ cái video bắn silicon vừa thẳng vừa đẹp ha. Thì nếu gì thấy hữu ích, thấy hay thì hãy cho mình một like, một lượt chia sẻ cũng như đăng ký kênh để đón xem nhiều video tiếp theo ha. Bây giờ thì mình xin kính chúc cho quý vị và các bạn nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống ha. Mình xin kính chào và hẹn gặp lại.